với mong muốn chăm lo cho mọi đoàn viên công đoàn và người lao động đón Tết đầm ấm, mọi người, mọi nhà đều có Tết. Sáng nay, Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chương trình Tết Sum vầy Xuân chia sẻ, tặng quà cho đoàn viên công đoàn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tham dự có Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý. Tại chương trình, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai và đại diện Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh đã gửi lời thăm hỏi, động viên và chúc Tết các đoàn viên công đoàn cùng gia đình một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Nhân dịp này, Công đoàn viên chức tỉnh đã trao hơn 100 suất quà Tết cho đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn thuộc các công đoàn cơ sở trực thuộc. Những phần quà thể hiện sự quan tâm chăm lo của Công đoàn viên chức tỉnh đối với đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết đến xuân về.